thấy chưa, là ga này có thể ngõ mút được nè, ngõ ga mút này, ví dụ A1 đi, A1 nó tương ứng với cái này nè, hoặc là cái này. Thì anh em phải hiểu là, tức là analog nè, nó truyền vào nè, cộng là nó do mình chuyển đổi là digital, nó vào DSP, nó xử lý xong nó sẽ ra, nó chuyển đổi lên analog tiếp tục, thấy không? Anh em á là phải hiểu cái vấn đề là cái con này á, là theo mình nghĩ đó là nó kêu á là controller. Tại bên nước Trung Quốc á thì nó kêu bằng mixer. À, còn bên mình chỉ có bên Việt Nam mình kêu bằng gian số thôi. Anh em thấy nè. Thì input này thấy không? Đúng không? À, input này là input nè, input này nó tương ứng với cái này, N1 N2. À, nó ghi rõ ràng là N1 N2 đúng không? Bỏ switch nữa gì? Switch này á là cái con tắt đóng ở trong á. Nó có con IC nhỏ, nó đóng qua đóng lại, mình chọn in 1 in 2 thì nó đóng qua đóng lại tín hiệu vào nói chung. Đó, anh thấy không? Đây, có thể là qua này, bộ này nó lên nè, tăng lên nè. Nè. Số đại lên là 0, 3, 6 có thể mình chỉnh được. Đó, nó cũng qua bộ chuyển đổi lần thành âm thanh là digital. Cái analog nó chuyển qua digital là nó vào DSP nó xử lý. Đó. Nó phải xử lý xong nó phải chuyển đổi lại. Thì cái controller nó vẫn như vậy nè. Thì con này á là con chip đời mới 215 nha, nó khác ít năm nha, nên nó tiếng nó rất là bung, rất là đi xa, anh em an tâm. Mình bao anh em đổi trả, hiện tại giá con này chỉ có 5 triệu thôi, mình bao đổi trả cho anh em về không hiệu quả. Mình set 3 cái model khác nhau cho anh em luôn. Đó, thấy chưa? Bán hàng mà bao đổi trả như vậy thì anh em có mất tiền không? Chắc không có mất nhiều đâu, mất tiền ship thôi, trải nghiệm. Thì anh em muốn chỉnh ECOG mình chỉnh cho anh em luôn. Đó, ECOG ra phải không? Ngõ này ECO nè. Ngõ này delay, ngõ này reverb được hết. Sub thì sub mono. Đó, mono thì để sub chỗ thì hiệu quả hơn. Cho anh em phải hiểu chỗ này nè, anh em phải nó có hướng dẫn sử dụng hết trơn luôn á. Thấy chưa? Thì con này thì nó đi là hết trơn nè. Con này thì theo mình nó thì kêu bằng là con mixer. Sơn này ít in thôi, tại vì nó có đủ đầy đủ để mình gọi nó là mình một cái là mixer, giống như mixer số vậy. Nè, trời ơi, trong đây nó chỉ hết trơn luôn, còn cái gì nữa mình không biết, ở đọc cái này biết luôn. À, thấy chưa? Center là ngõ nè, màu u là gì? Center là ngõ này nè, đó, MU đúng không? MU là mid, MU là music nè, cái này là MI là mid nè, nó cho ra ngõ này bao nhiêu là bao nhiêu, ví dụ mình muốn cho ra cái ngõ này bao nhiêu, nè, cho ra ví dụ như là cái con music bao nhiêu, thì mình cho nó ra chỉnh bao nhiêu thôi, đúng không? Cuốn sổ nó ít, anh em ít đọc lắm, cuốn sổ này lắm, nếu mà ai mà muốn hiểu về con cái loại mà con mixer này thì anh em cứ đọc kỹ cái này, nó chỉ họ nó hướng dẫn hết trơn luôn. Anh em nghĩ phải là mixer không? Đầy đủ luôn, có mixer, audio đầy đủ hết, quá ok luôn, quá rẻ tiền. Cắm cái mic vô lụm khó suy nghĩ. Ok. Đó, anh em cần liên hệ chứ không còn nhiều đâu, chúng còn cỡ ít đỉnh à, hết rồi. Giá là 5 triệu nha anh em. 5 triệu Việt Nam đồng. Đó, tặng một cặp dây dắt. Bao đổi trả về không thì ok, bao đổi trả nói dở quá trả. Mình là mình bán hàng là mình giống lại với anh em là con này là rất hiệu quả. Đơn giản thôi anh em, cứ là bỏ con này vô và bỏ con khác vô. Mình mở nhạc mình đi xa mình nghe, hoặc là tiếng hát mình đi xa mình nghe là mình biết con nào là nó phát ở ngoài trời hiệu quả. Còn tất cả sản phẩm anh em cứ về anh em cứ cạo này ra, anh em kích hoạt vô quét mã ha, anh em kích hoạt vào, nhưng mà bảo hành điện tử nha, hàng chính hãng, hàng này là hàng chính hãng nha anh em, DB Acoustic đây. Ok, mình thấy mình những chấu nè, dàn thực rồi. Thì con này anh em sử dụng cũ á, là bên mình thu lại hết trơn cho anh em luôn. Ví dụ như anh em sử dụng 1 năm, bên mình thu lại con này, những con này á, là 3 triệu hết nha anh em. Nha. Mà chạy lại ít thôi, để đẹp thôi, anh em nó mút dặn vào, về dặn vào, dặn anh em dặn chỉ nhẹ thôi. Con này thì rất là ok.
cái bo tiếng của nó là cho anh em biết là bo tiếng của nó hàng trực tiếp, hàng trực tiếp vào vào dính vào bo luôn, nên nó là hở bo tiếng là không có chuyện hư, là không có bo tiếng nha. Mình bán cũng cũng cỡ 100-200 cái mà chưa thấy hư bo tiếng, nó chỉ hư nguồn sóc điện bị hư nguồn thôi, chạm nguồn cháy nguồn là chuyện bình thường. Còn đặc biệt là ngõ nó có này, có ngõ optical nè, nó ở trên là tivi đưa xuống tháp gia đình vẫn được nha. Rồi chào anh em cần liên hệ qua số điện thoại là 0974704444 nha. Quang cảm ơn.